Thứ 12 thiền âm. Khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên thánh giá cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thì đoạn Đức Chúa Giêsu than thở cả tiếng rằng Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao ý người nói làm vậy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoạn Đức Chúa Giêsu mướt máu thì kêu rằng khát nước. Quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng đã đoán ấy là hết việc chuộc tội thiên hạ. Khi ngẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, ba kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu. Xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên chớ bắt chước quân du dêu lấy của Chúa cho uống ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.